Football? Do you like football? Yes. I think Vietnam is... Hello. Who is Vietnam against right now? I think Vietnam is draw. But which country are we against right now? Vietnam versus what country? The Philippines? Oh, I think Vietnam and the Philippines are like as strong as Vietnam is as strong as the Philippines. Do you think so? I think so. Vietnam and the Philippines are now draw. It's very early to speak that. It's too soon. It's too soon to speak to talk about the final results, right? Okay, but it is the end of the first half, right? Yeah, teacher. Okay. But of course, we would still hope that Vietnam will win, right? Okay. Hôm nay cô sẽ có bài gì đây? Xem nào. Okay, hôm trước chúng ta học về The Great Fire đúng không? The Great Fire là cái trận hỏa hoạn rất là lớn vào năm 1966 ở London. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái sự kiện khác cũng xảy ra ở London trong cái khoảng thời gian đấy, và có tên là The Light. Là đó, con biết trong tiếng Anh, à đâu, thật tiếng Việt nghĩa là gì? The Black Death. Death là đi từ cái động từ nào ấy nhỉ? Die, ok. Death là cái chết đúng không? Chúng ta có cái sự kiện là cái chết đen. Chúng ta sẽ xem là nó liên quan đến như thế nào. Nhưng mà trước tiên thì cô có một cái bài như thế này. Các con sẽ được xem lại một lần nữa về cái sự kiện The Great Fire. Sau đó cô ấy có một cái quiz nhỏ nhỏ cho các con ôn lại nha. Ok. Guy Fox. Trong khi chúng ta xem video clip này, các con hãy viết vào trong chat tất cả những cái động từ được chia ở thì quá khứ của cô. Sau đó khi mà hết video thì enter một cái cô xem nhé, xem có đủ không nhé. Let's go back to 1666. The city of London, a different place than it is now. But even then, it was the center of England's trade and finance. In the wee small hours of Saturday, September the 2nd, buyers started putting them right about there. Most people think it starts with Thomas Hardy. Just think about it. A tiny spark pops from the bakery oven. It's the end of a long, hot, dry summer. It's a cramped, higgledy-piggledy neighborhood with buildings all made of wood. It doesn't take much for that spark to turn into a fire. And soon, the whole neighborhood is in flames. Add a steady wind, blowing the flames here, there, and everywhere, and soon, the whole city is ablaze. The Great Fire burned for 4 days. It was a total calamity. More than 13,000 houses went up in smoke. 90 churches and 44 livery companies were burnt to a crisp. Plus, the fire destroyed the Royal Exchange and St. Paul's Cathedral. Hold on, that's not St. Paul's Cathedral. It's the old St. Paul's. You're thinking of the new St. Paul's Cathedral, which was built after the Great Fire. The Lord Mayor did not know what to do. What can I do? People were running for their lives, taking what they could carry and getting out of the city.
Finally, King Charles II sent the Duke of York with the army, and they exploded buildings to stop the fire from spreading. The whole city was a ruin. Almost all the buildings were destroyed or damaged. You could see clear across the city from wall to wall. Despite the destruction, by September 6th, the city was back at work and Parliament resolved to rebuild it, bigger and better than before. Cô sẽ check phần chat xem nào. Again á, xem lại á. Ok, con cứ viết được bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Tất nhiên là mình có thể viết hết được đúng không nào. Ok. Rồi, send, destroy, từ Vận Dũng này. Nguyễn Vũ Khánh Linh đúng không? Was started, crammed, burned. Burned. Viết chữ, viết con viết nhầm đúng không? Không nhầm. Sense, destroy, resolve. Okay, Đức An xem nào. Was started, crammed, made, were, burned, destroy. Did, sense, explored, and resolved. Bùi Lan Phương. Wow, giỏi thế. Okay, Đức An với cả Bùi Lan Phương. Rất là chuẩn. Okay, Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Started, crammed, destroy, sense, was, did, explore. Okay, rất là tốt. Bạn nào nữa? Cô xem luôn nào. Was started. Wow. Giỏi. Burn. Các con viết giống nhau thế nhỉ? Có phải là burn như thế không? Burn này chứ nhỉ? Hay là burn? Có hai cách viết. Ok. Explore result. Rồi, giỏi. Sau đây chúng ta sẽ vào một cái quiz. Được rồi. Để cô tìm. Okay. Để xem là con nhớ được gì từ cái video đó nha. Classic nha. À đấy, cô đang tắt mic của con. Chờ tí cô mở lại. Ok. Chúng ta sẽ vào cái quizzes này nha. Link cô đã để ở trong chat rồi. Ok, có cần xem lại không? Các con có cần xem lại không? Trong lúc chúng ta đợi chờ nhau vào lớp cho đủ, chúng ta sẽ làm lần nữa nhé. To 1666. Let's go back to 1666. Lần này chúng ta để ý hơn. The city of London. A different place than it is now. But even then, it was the center of England's trade and finance. In the wee small hours of Saturday, September the 2nd, a fire started in Pudding Lane. Right about there. Most people think it started in Thomas Farriner's bakery. Just think about it. A tiny spark pops from the bakery oven. It's the end of a long, hot, dry summer. It's a cramped, higgledy-piggledy neighborhood with buildings all made of wood. It doesn't take much for that spark to turn into a fire. And soon, the whole neighborhood is in flames. Add a steady wind, blowing the flames here, there, and everywhere, and soon, the whole city is ablaze. The Great Fire burned for 4 days. It was a total calamity. More than 13,000 houses went up in smoke. 90 churches and 44 livery companies were burnt to a crisp. Plus, the fire destroyed the Royal Exchange and St. Paul's Cathedral.
Hold on, that's not St. Paul's Cathedral. It's the old St. Paul's. You're thinking of the new St. Paul's Cathedral, which was built after the Great Fire. The Lord Mayor did not know what to do. What can I do? People were running for their lives, taking what they could carry and getting out of the city. Finally, King Charles II sent the Duke of York with the army, and they exploded buildings to stop the fire from spreading. The whole city was a ruin. Almost all the buildings were destroyed or damaged. You could see clear across the city from wall to wall. Despite the destruction, by September the 6th, the city was back at work and Parliament resolved to rebuild it, bigger and better than before. Okay, các con đã vào trong cái quiz hết chưa? Có bạn nhắn tin trong vì sao lại cháy được nhỉ á hả? Chỉ cần một mồi lửa thôi. Xong con có nhớ là cái chất liệu của tất cả ngôi nhà ở London hồi bây giờ là làm bằng gì không? Chỉ cần một cái đốm lửa nhỏ thôi là toang rồi. Nhưng mà tất nhiên là trong cái video đấy thì không phải là con mèo gây ra cháy, mà là họ đang lấy cái hình tượng con mèo để làm như là cái sự lan này nó rất là nhanh ấy, nó lan từ nhà nọ sang nhà khác như là con mèo nó đi từ nhà nọ sang nhà khác vậy. Con hiểu không? Chứ không phải là con mèo gây cháy hay là con mèo bị cháy nên là căn nhà nó bị cháy đó. Đúng rồi, bạn gì đâu rồi? Đúng rồi, Wood. Rồi cô biết rồi, bạn JJXD. Start nhá. Start nè. Được rồi. Summer đi. Bắt lại được rồi. Thank you.
rất rất giỏi. Bình An, cô xem Bình An đứng vị trí thứ mấy nào? Sao lại làm lại này? Thứ bảy à? Bạn lấy ra đi cô, không thì để xem bạn leo lên được thứ mấy. Em đang đứng ở dưới bạn ấy lên trên rồi. Thôi cô phải ao bạn Bình An ra rồi. Bình An thì nhớ hôm trước cô nhớ là con cũng chơi lần hai đúng không? Cho top 10 được ấn định xong rồi cô sẽ ao bạn ra. Đành phải ao thôi Bình An ạ. À, thấy các bạn nói không? Mình thử xem một lần thôi. Thôi con làm xong rồi con được đứng hạng thứ 6 với cô mà nhảy kiểu gì cho đứng hạng thứ 8 mà cô. Con thì con làm xong trước đúng không? Xong có bạn khác làm tiếp thì con bị đẩy xuống ấy hả? Vâng. Đâu con ở đây á? Vâng, con đâu con. Con là đâu, tên con đâu? Con ở thứ mấy nhỉ? Con ở thứ 8 ấy cô. Từ đầu con ở thứ 6, các bạn cứ đẩy con xuống thứ 8 không cô? À thế lúc nãy con vào lại đi à? Con để tên là Khuyên á. Khánh Huyền. Rồi hiểu. Tắt đi cô. Xin lỗi. Xin lỗi. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta có bạn Lê Bùi Phương Anh, Hoàng Hiệp, rồi. Bạn Đức An, Linh, Trương Khánh Linh, K,
Cao Danh Lưu và bạn Khánh Huyền, cô Hương Siêu Xấu vẫn chưa biết bạn tên là gì. Mai Mai rất giỏi này, Bình An ok, cô công nhận là con có con giỏi, nhưng mà vào lại thì nó hơi được không công bằng lắm đúng không? Ok, chúng ta xem lại này. Ok, 51666 chắc chắn rồi, mình phải chọn, kể cả mình không biết là thứ ngày tháng nó như thế nào, nó cụ thể như nào, nhưng mà 51666 là phải chọn đây này. Tháng 2 năm à đâu? Mùng 2 tháng 9 năm 1666. Ok, tiếp theo. Có vài câu là nó không có thông tin trong video đâu. Chúng ta sẽ thử đoán. On what street did the great fire start? Pudding Street. Ok. Kể cả mình không nghe được thì cô nghĩ là con vẫn sẽ nhìn được cái transcript ở dưới. Cái CC ở đấy. How did the fire start? Nó bắt đầu ở một cửa hàng bánh đúng không? A baker's shop or a bakery. What contributed to the rapid spreading of the great fire? Tất cả đáp án trên nó chính là do thời tiết này, mùa hè nóng nực, khô nóng này. Tất cả những ngôi nhà được làm bằng gỗ và xếp san sát nhau. Cuối cùng là các con phố thì rất là hẹp, cho nên là ngọn lửa thì càng dễ lan hơn. Ôi, câu này hôm trước bạn Đức An còn nhắc cho mình đúng không? Là dòng sông Thames là dòng sông rất là nổi tiếng ở London rồi. Nếu mà chọn cái này, phải là sông Thames nha. How long did the fire burn? It burned for 3 days and 3 nights. Ok, thử thách 6 ngày 6 đêm. Còn xem TikTok khổ ám ảnh. How many people are believed to have died? Cái này thì cô thấy là không có trong bài, nhưng mà đáp án đúng của chúng ta là 6 người. Thực ra là không bị chết quá nhiều, bởi mọi người cũng thoát ra khỏi, mọi người di chuyển đến cái vùng có nước ấy, thì sẽ không bị thiệt hại về người. The fire spread quickly. True. Everyone stayed in London during the fire. False. Đâu, mọi người phải di rời hết đúng không? Không ai có ở lại đấy chết cháy mất. The houses were made of bricks. Không đúng, nó được làm bằng wood. They took water from the sea to fight the fire. Brick là gạch. Brick là gạch con ạ. Không phải gỗ. Các con không thấy gỗ ở đấy thì chúng ta xài đúng không? After the fire, everyone went back home. Chán thôi, phải về xây dựng lại thành phố đúng không? A dry summer means there was no rain. Khô và nóng thì càng dễ cháy. To fight a fire means to try and put the fire out. Chúng ta có cái cụm put out. Không biết các con đã học chưa? Đây là phrasal verb và có nghĩa là dập. Dập lửa. Đó, put out. Put out the fire, dập lửa. Phrasal verb. Cô thấy là cấp 2 là đã học phrasal verb rồi đấy. Another word for terrible is awful. Ok, rồi. Rất là tốt. Cô sẽ đi vào bài này nha. Hôm trước lúc nãy cô vừa nói đến cái The Black Death và The Great Fire đúng không? The Great Fire thì cô vừa nói rồi, chúng mình cũng vừa học, nói về một vụ gọi là hỏa hoạn, vụ hỏa hoạn. Nhưng mà The Black Death thì liên quan đến cái gì? Đúng không con biết? Black Death. Con nghĩ là bệnh dịch hạch. Con nhớ không nhờ bệnh dịch hạch này. Liên quan đến một cái căn bệnh đúng không? Và thì chắc chắn là nhiều người chết rồi. Black Death mà lại. Ok. Rồi, nó sẽ đọc nha. Cô mời bạn Hiệp đi. Cô chưa được nghe con nói lần nào. Đọc giúp cô bao nhiêu nhỉ? Đọc giúp cô từ đầu cho đến đây nha. Ok, cô đang nghe rồi đấy. Cô và các bạn đang nghe con rồi đấy. The Black Death arrived in England in 1665 ấy hả? Đọc như nào? Mình sẽ đọc hai số đầu và hai số cuối. Chẳng hạn con đọc là 1665 đấy thì mình sẽ đọc 1665. Đúng rồi, 1665. Rồi. Blacks carried the Black Death. People with the Black Death were very sick. Many thousands of people died. Okay, very good. Okay, can you underline or you can highlight the
verbs that was in the past simple tense. The verbs in the past simple tense. You can. Cô có cho con biết trên bảng nào đúng không? Ok, vạch chân giúp cô những động từ được chia thì có cái đơn trong bốn câu mà con vừa đọc ấy. Con biết sử dụng không? Con biết sử dụng không? Hay con đọc cũng được để cô gạch chặn. Và những từ nào? Động từ chia thì có cứ đơn. Chúng ta có từ này này. Để cô để cái màu khác nhỉ cho nó đẹp. Này con đọc là gì? Hiệp ấy. Okay. Arrived. Âm cuối là âm the. Ok, tiếp theo chúng ta có từ này chúng ta đọc là carry. Cũng đọc mà đúng không? Đọc đúng không? Ok, từ tiếp theo. Đọc là gì? Were. Ok. Và cuối cùng. Died. Ok, rồi rất là tốt. Bạn nào nhỉ? Cảm ơn Hiệp. Bạn Lê Bùi Phương Anh có thể dịch giúp cô cái phần mà bạn Hiệp vừa đọc được không? Có nghĩa là gì? In the great fire. À không, ý cô là con có thể nói cho cô, dịch cho cô cái đoạn mà bạn Hiệp vừa đọc được không? Tiếng Việt ý, sang tiếng Việt nó là gì á? Dịch tới nước Anh trong năm 1665. 1665, đúng. Những con chuột thì làm sao? Chuột. Mình cứ dịch là có cái chết đen đi. Con chuột thì mang theo cái căn bệnh đen. Mang đến trong đại người. Dịch. Ừ, mang đến đại dịch cái chết đen. Ok. Con người với đại cái chết đen thì vô cùng bị ốm rất là nặng, đúng không? Ừ, rồi. Những người mà phải trải qua cái chết đen này thì ốm rất là nặng và rất là many thousands of people died. Cái là gì con? Đó, rất nhiều người đã bị chết. Rất nhiều ở đây là tính đến hàng trăm hay hàng chục hay hàng nghìn hay hàng gì? Many thousands. Nghìn đấy cô. Rồi, hàng nghìn người, hàng nghìn người đã chết. Ok. Đến nếu để mà so sánh giữa cái vụ The Great Fire và The Black Death thì bên nào chết nhiều hơn? Vậy các con nhớ không? Các con có thể tự trả lời, ai trả lời cô cũng được. Không hỏi chung. Đúng rồi, The Black Death chết nhiều hơn. Lúc nãy là mình bảo là The Great Fire chết có mấy người nhỉ? Đếm trên đầu ngón tay luôn á. Đó chính là 6 people died in the fire. Ok. Thế là chứng tỏ là cái vụ dịch bệnh ý, giống như là virus corona vừa rồi nó là quan trọng hơn cả, kiểu là nó nghiêm trọng hơn cả những cái vụ hỏa hoạn hay là thiên tai, đúng không nào? Ok, được rồi, tiếp thôi. Chúng ta sẽ đến những câu tiếp theo. Cô nhờ bạn nào ấy nhỉ? Chúc Annie đọc giúp cô từ đây cho đến hết cái đoạn đấy. Yes, the break died was very death. Bad in con London. Death. Con sẽ đọc là death. Death. Oh, the black death. The great fire started in a bookshop on second September. Đúng rồi. Six people died in the fire. The great fire ended on 5th September 1666.
After the fire, thousands of people didn't have anywhere to live. Rồi, ok. Đọc có hơi sai một vài chỗ thôi nhưng mà nhìn chung là rất là ổn. Nhớ nhá các con cách đọc số 5 thì mình cứ đọc hai số đầu và hai số cuối là được này. Ok, còn để đọc về ngày thì mình sẽ đọc là on the 2nd of September. Mặc dù là chữ thì họ không viết ra đâu nhưng mà các con phải đọc on the cộng với số thứ tự of cộng với tháng nhé. Ok, on the 2nd of September 1666. Ok, rồi. Bạn Tố Uyên. Bạn Tố Uyên đâu nhỉ? Tố Uyên cô sao cô không... Cô mất dấu con rồi. Đâu rồi? Hình như con không mở được mic đúng không? Thế là cô không gọi được con rồi. Bạn Đức An vậy. Đức An dịch giúp cô cái đoạn vừa rồi nhé. Mà bạn Trúc ý, bạn vừa đọc á. Đây, phần hết. Cái chết đê nên có diễn biến rất xấu ở London hơn. Ừ. Và rồi cái ngọn ra rồi một trận lửa một trận lửa đã bắt đầu ở một quán bán bánh mì thì vào ngày vùng 2 hay tháng 9 năm 1666 6 người chết trong vụ hỏa hoạn ấy và vụ hỏa hoạn đã kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 1666 sau vụ cháy hàng nghìn người thì không hề người vô gia cư. Đúng rồi, hàng nghìn người không có nơi nào để trú ngụ cả, trú ẩn. Ok, họ trở thành người vô gia cư đúng không? Ừ. Rồi, không có nơi trú ẩn luôn. Ok, đó là một vài thông tin về đây là bad news. Bad news là những cái thứ mà nó không được tốt đẹp cho lắm hoặc hay ho cho lắm đúng không? Nó nói về những cái thiệt hại. Nhưng mà good news là gì? Cô mời bạn Bùi Lan Phương làm giúp cô cái đoạn the good news nha. Ủa? Hello. Okay. Hello. The good news. The great fire killed the dragon. The great fire stopped the black deer. Okay, killed. Mình có âm đờ đây này. Nhưng mà stop, mình không đọc là stop it nhá. Mình sẽ đọc là stop. Stop. Cái này là chân thần rồi. Rồi. Ôi, Lan Phương, con dịch luôn giúp cô cái đoạn này đấy. Con nói gì? Good news của chúng ta là gì? The great fire killed the rest. Nó nghĩa là gì? Sang tiếng Việt nhé. The great fire stop. Vụ hỏa hoạn này nó đã giết tất cả những con chuột mà mang cái bệnh đúng không? Mang bệnh. Yeah. Chuyển nhiễm. Và cuối cùng là đã dừng lại hỏa hoạn đã dừng lại chấm dứt. Không biết chấm dứt cái gì? Chấm dứt cái cái chết đen này đúng không? Cái dịch bệnh, cái chết đen. Ok. Trong cái xấu lại có cái tốt và trong cái tốt lại có cái xấu. Ok. Rồi, trong cái tốt không có cái xấu không? Không. Trong cái xấu cái tốt chứ. Có nghĩa là cái vụ cái bệnh cái dịch bệnh này nó xảy ra trước, nó xảy ra vào năm 1665 ấy kìa. Mà sau đấy thì lại có cái vụ là hỏa hoạn này vào năm 1666. Nên là nhờ vụ hỏa hoạn này coi như là nó đã chấm dứt. Đúng rồi, nó đã chấm dứt cái dịch bệnh này. Thế là tốt đúng không? Vâng. Mặc dù là nhiều người bị trở thành người vô gia cư, sau rồi là phải sơ tán rồi các thứ, nhưng mà chấm dứt được cái dịch bệnh thì đúng là một thành tựu đấy. Ok. Not many people die in the great fire. Không có quá nhiều người chết trong vụ cháy này. Ok. Rồi chúng ta vừa mới đọc xong bài này. Cô nhờ 5 bạn làm giúp cô bài này mỗi bạn một câu nha. Cô sẽ gọi xem nào. Đánh vào trong chat của cô. Mi là bạn nào ấy? Nghe giống giọng bạn Trường ấy nhỉ? Ok, cô sẽ viết.
Em nhiều em quá, nhiều em quá. Tina. Me. Me hơi nhiều. Rồi. Trương Khánh Linh câu 1. Cô phải chờ cô tí cho chữ này nhỏ lại. Cho nó nhìn nó dễ. Rồi. Thế lại. Trương Khánh Linh. Cô xin phép cô viết tắt đi. Hết chỗ. Câu 2. Tina. Không biết được vậy. Rồi. Câu tiếp theo là bạn Ánh Ngọc. Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Câu 4 là bạn Khánh Huyền. Ok. Cuối cùng câu 5. Cơ hội cuối cùng. Cô gọi bạn Lê Bùi Phương Anh rồi đúng không? Ủa? Nhắn nhiều vậy? Nhắn một lần thôi. Cô lướt không kịp luôn. Cô lướt không kịp. Xem có bạn nào. Cao Danh Lưu. Con viết được không nhỉ? Lê Bùi Phương Anh nhá. Lê Bùi Đức An và Lê Bùi Phương Anh có không phải là liên quan gì đến nhau đấy. Yes. Yes là sao? Lê Bùi Phương Anh là em còn. Yes. Ok. Tự nhiên thấy. Thôi để cho em làm một Đức An nhá. Yes. Okay, it started in 1666. GT, 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 GT là con. Great Fire là GF mà. Cô mở phần vẽ lên đi cô. Cô mở phần, cô vẫn mở mà. Viết được bình thường mà. Phần vẽ còn sẵn mà. Bạn chưa Khánh Linh, viết lại cho cô xem là G gì. Chết mà con đang, người ta bảo là cô tắt phần vẽ rồi cô. Con là ai đây? Khánh Huyền á? Vâng cô. Không, con thấy các bạn viết được không? Con thấy các bạn viết được không? Con, chỗ con nó có vấn đề gì không? Thế con định viết cái gì? Dạ con thưa cô là con định viết gì cô viết hộ cho. BD ạ. À. BD, ok. Khánh Huyền đúng không con? Vâng, con là Grass Cherry đấy cô. Rồi, ok. Cô thấy rồi. BD là Black Death. Rồi, to quá. Rồi, to. Rồi, đủ to chưa? Rồi. GF Great Fire này. Rồi, it lasted for a year. Black Death, đúng rồi, Tina, chuẩn luôn. Kể cả nếu mà mình không biết thì mình cũng có thể suy luận ra, bởi vì là cái Great Fire nó rất là nhanh, có 3 ngày 3 đêm rồi. Còn Black Death là nó kiểu trường kỳ, đúng như kiểu corona đấy. Những cái dịch bệnh nó hay kéo dài tận cả vài năm. Nếu mà hồi đấy mà kiểu còn không có vaccine các thứ nữa thì mọi thứ nó khó mà có thể hết được, nhưng mà may mắn là có cái Great Fire này. Kiểu như là đúng là kiểu tiêu hủy đấy. Các con đọc tin tức ấy sẽ thấy là những cái đồ quần áo của bác sĩ mà sau khi tiếp xúc bệnh nhân ấy thì đều phải tiêu hủy, đúng không? Phải đốt nó hết đi thì nó mới hết được cái bệnh. Thì đây cũng thế, cũng là một cách để tiêu hủy đó. Ok, chúng ta sẽ check đáp án nha. It started in 1666 GF này, Great Fire. It lasted for a year BD. It lasted for 4 days. Okay, Great Fire. Rats carried it. Black Death and rats died in it. It ở đây là cái gì? Là Great Fire. Okay, giỏi. Rồi, cảm ơn con. Great Fire of London was an important event in British history. Okay, cái này thì cô sẽ giao sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái gì đây? Cô vẫn còn lúc kia thì rồi, lúc kia thì để cô tìm, nhưng mà bây giờ cô có một cái bài khác. Lúc kia khó, lúc kia cô không tìm được bài nào nó thật sự hay cả, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xem cái này. Ok, nhưng mà chúng ta sẽ ôn lại về thì có cứ đơn. Thực ra chúng ta vẫn ôn đấy, không ôn lại gì cả, chúng ta vẫn học. Được rồi, con biết. Okay, can you guess which movie is this?
xem biết cái ông trả lời câu hỏi cô. Ừ, đấy con có thấy không? Có 11 câu. Rồi các con cứ bật mic lên, chúng ta đến câu hỏi nào chúng ta cứ nói lên nhá. Đấy, bắt đầu. Vui không mà cô. Cô thích phim này lắm. Phim này quá hay luôn ý. Ok, à không, cái này không nói được. Chat. Nói cũng được mà chat cũng được. Nhưng mà tốt nhất là chat bởi vì mình phải viết. Và cô sẽ cần một bạn là đánh vần giúp cô xem là chúng ta sẽ viết cái gì vào đây nhá. He stops when he ... a girl in the house and they give us the verb here. Okay, so what is the past tense form of this word? Okay. Rồi, cô đang nhìn vào chat rồi. Cô thấy tất cả các bạn đều đánh đúng đấy. Hoàng Giang này, Ánh Ngọc này, Tina, Trương Khánh Linh là was hearing á. Có đúng không? Lan Phương này, ok, Emma, Đức An, Thánh Huyền. Bây giờ cô cho em chơi quiz. Anh nhầm, bây giờ cô cho em chơi Blue Kid nha. Blue Kid được rồi. Chắc chắn là sẽ chơi mà để cô tìm bài bởi vì cô chưa tìm thấy gì hay cả. Rồi, cô sẽ viết giống như các con viết ở trong này nha. Đó là H-E-A-R-D. Các bạn đọc là gì nhỉ? Hurt. Đúng rồi. Ear hurt. Ok, very good. Next one. Tiếp nào. The adventure is out there. Ok, Carl. Dot dot dot. The balloon into the house with him. Ok, what do you write in the chat? Okay, take what is the past tense form of this verb. Okay, rồi, rất giỏi. Cô thấy tất cả các bạn đã viết trong này. Mai Mai, này, Mèo Nhà Chồng, này, Hiệp Phạm này. Ok, Khánh Huyền, Đức An, Lan Phương. Okay, so how do you pronounce that word? What is the past form? Ta đọc là gì? Took. Okay, took. Take, took. Các con có nhớ cái phân từ 2 của take là gì nữa không? What? Take, took, taken. Rồi, đúng rồi. Khi mà cô dạy thì cô hay nói luôn cái đấy. Để mình nhớ luôn. Okay, Carl took the balloon into the house with him. Very good. Okay, they both dot dot dot. Okay, and the word here is where. Where? Where? Rồi, đúng rồi, đọc rất đúng rồi. Okay, cô bé con đã viết hết vào trong chat rồi nè. Okay, war. Sao cô đọc lên nhỉ? Đọc là war đúng không? Okay, và cô sẽ viết rồi các con nha. W O R E. What are you doing? Don't you know this is an exclusive club? Only explorers get in here. Not just any kid off the street with a helmet and a pair of goggles. Do you think you got what it takes? Well, do you? All right, you're in. Welcome aboard. Ra nhập hội luôn. Okay, Ellie put out her hand so Carl would shake it. Okay, put. Mình có biến đổi gì ở động từ này không? Không, đúng rồi. Ok, và cả phân từ 2 của nó cũng vậy. Put, đúng không? Rồi, put giữ nguyên. Đấy. Ellie put out her hand so Carl would shake it. Cô nói một cái này. Có cái từ read ý, con biết không? Từ read sang quá khứ nó cũng là cái này đúng không? Nhưng mà đọc khác thôi cô. Red. Đọc khác là gì? Red. Đọc là red. Giống màu cái chữ này nhá. Ok. Red. Ok. What's wrong? Can't you talk?
Hey, I don't bite. What's your name? You and me, we're in a club now. Hey, how are your balloon went? Come on, let's go get it. My name's Ellie. All right, Karen, Ellie, dot, friends, okay. Đúng rồi. Nếu mà các con nhớ được từ come thì các con chắc chắn cũng nhớ được từ become đúng không? Bởi vì nó biến đổi giống nhau. Nó biến đổi cái đuôi thôi. Từ come thành came. Đố con biết phần thứ hai của come là gì? Come. Cũng là come đúng không? Come came come. Come came come. Hey, became. Hai người đã trở thành bạn. Well, go ahead. Go on. Okay, Carl, what's into the room below? Ôi, Trương Khánh Linh, con viết có đúng không thế? Khánh Linh ơi, Trương Khánh Linh. Con biết, con biết cái này cũng là quá khứ nhưng mà là của từ khác rồi. Cẩn thận nhầm nhá. Chúng ta có for. Ơ, không biết được vậy. Sang quá khứ là sao đúng không? Nhưng mà mấy cô thấy bạn Khánh Linh viết hơi bị nhầm bên này. Chúng ta có feel. Sang quá khứ là felt. Đó, khác nhau nhá. For là ngã, còn feel là cảm nhận. For, felt, feel, felt. Đó. Ok, cô thấy con biết trong này đúng rồi nè. Cẩn thận hơn một chút thôi là được. Ok. Chúng ta có felt. Ambulance. Gãy tay luôn nhá. Khổ thân. Phim này tên là Up các con ạ. Chỉ là Up lên. Con xem đi, hay lắm. Phim gì cô? Up. UP. Up thì kiểu là stand up ấy. Ok, biết rồi cho con rồi. Rồi, felt. Nhớ nha, đúng rồi. Carl felt scared when the girl came into his room. Carl cảm thấy sợ khi mà các bạn gái đi vào trong phòng của bạn ý. Rồi, felt. I am about to let you see something I have never shown to another human being. Con trộm. Cái này con trộm dễ lắm cô ạ. Swear you will not tell anyone. Cross your heart. Do it. Cross your heart. Kiểu thề đi. Okay. Yeah, Ellie. Rồi. Mỹ. Rồi. Rồi, các con cứ viết vào trong này đi cho quen tay. Made đúng không? Giống như kiểu là made in Việt Nam ấy. Đó. Rồi. Made in China. Made in China. Made in China. How does it do? Made an adventure book. Con biết, con có thấy không? Lúc nãy thì bạn này bạn dơ quyển lên nhưng mà không phải là chữ adventure book đâu mà nó là một chữ tiếng Pháp. Thì chắc là đây là bản tiếng Pháp. Cái bản chiếu cho người Pháp xem. Đấy, Mon Liver d'Aventure này. You know him. Charles Munch. Explore. When I get big, I'm going where he's going. South America. It's like America, but south. Wonder where I'm gonna live? Paradise Falls. A land lost in time. I rip. This right out of a library book. Okay. Dễ quá. Was. Okay. Was. Was. Rồi. Was hay là were hả Trúc? Hả bạn Annie? Was. Thì chỉ được chọn một thôi. Were. Bởi vì chủ ngữ của chúng ta là he đúng không? Mà he thì là số ít.
nên chúng ta sẽ phải chọn là was. He was surprised when she said she ripped the page out of a library book. Bạn cái bạn Carl này, bạn ấy ngạc nhiên khi mà bạn ấy nói là bạn xé một cái trang ở trong một quyển sách ở trong thư viện. Ok. Danh cao. Who knows what lives up there? And once I get there, well, I'm saving these pages for all the adventures I'm gonna have. Only, I just don't know how I'm gonna get to Paradise Falls. Red, red, đúng rồi, đọc là reach. Red và vẫn viết là read nhưng đọc là red. Họ sẽ hiểu mình là đang chia thì quá khứ đúng không ạ? They read the book together. Đó. Adventures out there. Ok, rồi. Còn nhớ từ này không? Nhớ không? Anh nhớ. Nhớ. Rồi. Đúng rồi, viết nó như là cái từ bên trái đúng không nào? Nó còn đọc là gì? Left. 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 Đúng rồi. She left the room bên trái by jumping out of the window. Đúng rồi. Left. Leave. Left. Left. Sao? Hey, no, you don't talk very much. Oh, kiss me. Wow. Okay. Phim này đáng yêu lắm con ạ. Con phải xem đi. Nó tên là Up. Đây, cô cho con xem. Không, không ra. Up. Xem. À, Pixar đúng không? Đây. Đấy là đoạn đầu thôi. Ông này là ông Carl, là cái bạn con trai trong phim đấy đấy, tôi lớn lên ấy. Còn Ellie là bạn con gái, ông là vợ của ông này. Hay ám, hay ám. Xem đi. Cô à, chưa xem. Cô cái ông kia là Blue Kiddo. Sao hả con? Blue Kiddo cô. Blue Kid đây. Nhưng mà cô chưa tìm được cái gì để chơi ý con ạ. Đấy đâu, chơi tạp quýt đi cô. Tìm. Chơi câu cá đi cô. Con thích chơi câu cá. À, nói về giờ nhá. Telling time. Chơi câu cá đi cô. Please, câu cá. Rồi, rồi, rồi. Yên, yên, yên. Từ từ thì cô mở. À, xem chơi gì nào. Câu cá. Câu cá. Các bạn cũng xem phim đấy đúng không? Ừ, cuối cùng là vợ ông ấy mất vì bị bệnh đúng không? Rồi ông ấy ở mình xong cuối cùng. Thôi, cô không spoil đâu. Câu cá chỉ biết là vợ ông ấy mất thôi. Ta chơi gì nào? Em cô bắt được rồi. Cá, câu cá. Thích câu cá. Tiền đi cô. Đi bán cà phê đi cô, đi bán cà phê. Cô tiền đi cô. Cô bán cà phê đi cô. Hôm trước con thử ra chơi đấy, bán cà phê đấy rồi. Thì nếu mà con muốn thắng thì các con không được credit quá rất là nhiều. Tiền một chút thôi. Chơi rất hay. Có gì mà mình chưa chơi rồi. Crazy Kingdom bắt đầu chơi rồi ạ. Battle Royale này á. Không chơi Battle Royale, em vui đâu cô. Đừng chơi cô. Em chơi rồi. Chơi đi cô. Tower defense đi cô. Tower defense. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử cái team versus team showdown and try to keep their energy up until only one remains. Có nghĩa chơi đến khi nào chết thôi đúng không? Chờ để chết đúng không? Không phải hết giờ đúng không? Không phải đâu cô. Nếu mình chết thì mình quyết định cô quyết định là chơi Tower of Doom à? Tower of Doom nhá. Nó chết đây. Thôi cô đem
ơi, trò nó chơi không hiểu gì đâu. Trời cậu chó vậy, trời trời trời, an toàn nhá. Cá đi đúng rồi, trời cậu chó, an toàn nhá. Trời ơi, sao lại đúng rồi. Cá đi các bạn. Rồi, bạn nào viết lên trên bảng cô đấy. 5 phút mà. Sao nó bắt chơi, sao nó bắt tôi chơi 7 phút vậy? Hốt nha. Đại số nó hiển thị rồi, hãy copy á cô. Ok, ok. Rồi, vô. Sao? Con cô có nên chơi vào cùng với con vậy? Câu cá à? Thôi không chơi đâu. Câu cá, em còn đứng nhất làm gì? Khổ lắm. Ôi mình lờ mao quá. Tôi lờ mao quá rồi. Cô tên gì vậy cô? Ok, bắt đầu rồi. Cô tên gì vậy cô? Sao nha con, bạn nào viết lên trên bảng cô? Khánh Ly, trời ơi sao viết trên bảng cô vậy? Không viết nhỉ? Kèo cô bảo viết lên cho viết nhỉ? Sao nha, được chưa? Nhạc này hay nhỉ? Không, vẫn là cái nhạc đấy nhưng mà nói là của trò này ấy con. Cô bấm skip đi cô, lâu quá. Cô thích nghe cái nhạc này. Chị mà cô không nghe, vẫn nghe đây, được. Từ đây cũng đi. May mắn. Không may mắn. Có khả năng là câu được con to đấy. Rồi chậm rồi đó cô. Ừ, lúc nãy chắc là có bạn nào đấy câu được một cái power up nào đó. Câu ở bài này như nào nhỉ? Cô xem nào. What time is it? Ủa cái dễ thế. Quá dễ so với các con. Thank you.
Ok, các con cũng sát nút hết nhở? Cô không có bạn sao con? Nó ngộ lắm cô, nó sát thế hạt bé. Nhân phẩm con không cao thôi. Cô chưa thấy có bạn nào của bứt phá. Con gì đấy con? Đây đấy. Nó sẽ che hết màn hình của con đúng không? Không nhìn thấy cái gì luôn. Đã như thế hết chết, đây là hại mình, hại mình. Ok, cô thấy bạn Trương Thành Linh là A thứ nhất rồi đấy. Nhưng mà khoảng cách nó không quá là xa ấy, có thể gỡ được, còn thở là còn gỡ. Gỡ. Frenzy, cố lên. Cơ hội tốt để con câu thật nhiều cá đây. Ô, bạn mèo nhà trống, bạn mèo nhà trống, bạn biết một phát bạn lên. Bạn nờ là bạn nào? Nên là ở sát của cô, cái con câu lên được, con nhà máy hiểu được. Ồ. Mà có con này nổi lên, che hết màn hình cô rồi. Con này là con cá bóng gai. Chúng ta còn dưới 40 giây nữa thôi, khoảng 30 giây nữa thôi. Con sứa che hết màn hình. Ok, cô thấy số vị trí số 1 và số 2 rất là sát nút. Có thể là bạn mèo nhà chồng là ăn ấm cả rồi. À sao người ta có nhiều chương trình vậy? Gì cố lên, không ai mua gì chưa quen xa đâu. Ui, là cái gì vậy? Đây là mèo nhà chồng là thứ nhất. Thứ hai chúng ta có bạn N là avatar là một con mèo đen hay là con báo đen gì đó. Rồi cùng thứ ba là bạn TH là một con husky. Ok, bạn mèo nhưng mà avatar là hình con một chú heo nha. Ok, rồi chúng ta cô sẽ chữa qua một lần. Mọi lần chơi bước kia này cô không chữa được. Hôm nay cô chữa đi. What time is it? Cô em đúng 100% cô trả lời luôn cô. 4 o'clock. Ok. Cô thấy là bài này cô chỉ ôn lại cho con, còn nói bây giờ con biết hết rồi đúng không? Cái này là 6:30 này, 6:30 á. Đúng rồi. What time is it? Ok. Rồi, cái này chỉ chọn rồi chứ sai mà sao mà sai được. Ok. Ba vậy mẹ em lại sai tè le hạt mẹ đó cô. Lại sai tè le à? Rồi, chắc không hiểu sao. Thôi, không chữa đâu, dễ con sẽ không chữa đâu. Rồi. Thì là con nói thật luôn là cô tìm bài ở trên Blockit khó cực luôn nhỉ. Cô chả biết là cái nào nó hay cả. Blockit buồn không có vui đâu cô. Nó chỉ chơi vui cuối giờ thôi. Bây giờ 9:08 rồi, chúng ta chào nhau đến 9:09 chúng ta ao nhỉ. Mai đi học nha. Mai thi rồi, mai đi chơi. Rồi, chúc các con may mắn, làm bài thật là tốt nha. Kể cả môn gì thì cũng làm thật là tốt nha. Và điểm tổng kết phải cao vọt lên. Teacher. 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 See you next